Mến chào các bạn yêu thích bóng đá, trở lại với phần nhận định, phân tích, soi kèo tỷ số giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, La Liga giữa Celta Vigo với Granada vào lúc 2 giờ ngày 28 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Celta Vigo sau bao nỗ lực bất thành đã có được 3 điểm đầu tiên tại mùa giải năm nay. Trong khi đó, nhiệm vụ này với Granada vẫn chưa được thực thi. Celta Vigo gieo trong người hâm mộ không ít thất vọng ở mùa giải năm nay. Cũng khó có thể trách họ khi ngay ở vòng đấu đầu tiên, họ đã phải chạm mặt đương kim vô địch Atletico Madrid đồng thời để thua với tỷ số 1-2. Ngoài trận hòa với Osasuna ngay sau đó, Celta Vigo trải qua liên tiếp 3 thất bại trước Bilbao, Real Madrid và Cadiz. Ở trận đấu mới đây nhất, làm khách trên sân của Levante, nỗ lực của Celta Vigo đem về cho họ trận thắng đầu tiên tại mùa này với tỷ số 2-0. Ở chiều ngược lại, Granada vẫn chưa hề được là chính mình, hai vòng đấu đầu tiên, Granada đã phải chia điểm trước Villarreal và Valencia. Thất vọng nhất là ở vòng đấu sau đó, Granada thất thủ trước đội bóng tân binh Rayo Vallecano với tỷ số 0-4, điều này khiến người hâm mộ và ban huấn luyện mất đi niềm tin vào họ. 3 trận đấu còn lại, Granada có được một trận hòa trước một Barcelona thiếu đi sự gắn kết trong lối chơi. Tuy nhiên, Granada vẫn chưa thực sự có được tâm lý tốt nhất khi phải đón nhận thêm 2 trận thua trước Betis và Real Sociedad. Khoảng cách của Celta Vigo và Granada chỉ là một điểm mong manh, đội thua sẽ chấp nhận đứng ở nhóm cầm đèn đỏ sau vòng đấu này. Cập nhật tin tức bóng đá 24 giờ cho thấy Celta Vigo hoàn toàn không có vấn đề gì về mặt nhân sự. Ở chiều ngược lại, Granada sẽ không có sự phục vụ của Eteki và Lozano do chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương. Nhận định Celta Vigo với Granada. Soi kèo tỷ lệ nhà cái châu Á, chọn cửa trên Celta Vigo. Trận gần nhất Celta Vigo chấp Levante không bàn hòa kèo. Trận gần nhất Granada được Real Sociedad chấp 0.5 bàn thua kèo. Celta Vigo là đội bóng được giới chuyên môn đánh giá cao hơn so với Granada trước cuộc đối đầu sắp tới tại vòng 7. 10 trận đấu gần nhất của Celta Vigo với Granada theo thống kê, tỷ lệ thắng cược của họ lần lượt là 50% và 40%. Nhà cái đưa ra tỷ lệ kèo 0.3/4, Celta Vigo là đội kèo trên chấp Granada 0.75 bàn. Việc người chơi lựa chọn Celta Vigo cho kèo đấu lần này là hoàn toàn có phần an toàn. Soi kèo bóng đá trực tuyến tài xỉu, chọn xỉu. Thống kê kèo tài xỉu cho thấy những trận đấu giữa Celta Vigo với Granada luôn có cơ hội rất lớn xuất hiện kèo xỉu. Nhìn vào 5 trận đấu gần nhất hai đội có dịp đối đầu, duy nhất một trận mà ở đó hai đội khép lại với nhiều hơn 3 bàn thắng được ghi. Do đó, việc người chơi tin tưởng vào kèo xỉu 2.5 ở cuộc đối đầu sắp tới là hoàn toàn hợp lý. Dự đoán bóng đá kèo châu Âu, Celta Vigo thắng. Tính từ thời điểm năm 2010 cho tới lúc này, Celta Vigo cùng với Granada đã gặp nhau ở 18 trận đấu. Đội chủ nhà Celta Vigo hoàn toàn có quyền tự tin với 8 lần đánh bại đối thủ. Trong khi đó, bên cạnh 7 lần chia điểm thì đội chủ nhà Granada mới chỉ có 3 thắng lợi. Các chuyên gia bóng đá dự đoán Celta Vigo thắng 2-0 trong 90 phút thi đấu.